Các bạn ơi, nếu các bạn muốn ngắm hoa anh đào tại Đà Lạt thì các bạn nên đến vào khoảng từ 13 cho đến 20 tháng 1 nha các bạn. Tháng 1 thì hoa đào sẽ nở rộ, vào khoảng giữa tháng 1 á thì các bạn đến đây và sẽ choáng ngợp giữa một rừng màu hồng ven hồ Xuân Hương nè, rồi những cái con đường gần gần ở Đà Lạt á. Mà các bạn ra ngoài ô Đà Lạt một tí thì các bạn sẽ thấy hai bên đường là toàn là hoa đào không rất là đẹp, mà cái không khí xe lạnh nó rất là thích. Bây giờ khi đã nên mà các bạn nếu mà muốn ngắm hoa anh đào thì các bạn sẽ tranh thủ nha. Mình nghĩ nhiều khi gió hoặc mưa gì đó thì nó sẽ rụng hết, nên là khoảng giữa tháng 1 là cái thời điểm thích hợp nhất để chúng ta ngắm hoa anh đào tại Đà Lạt các bạn nha. Thì sau đây các bạn hãy cùng mình dạo một vòng Đà Lạt để chúng ta sẽ ngắm hoa anh đào ven đường nha các bạn nha. Thì cái chuyến đi của mình là cũng là tình cờ thôi chứ không có canh hoa anh đào, nhưng mà tình cờ mình đi ra khoảng ngày 13 đến ngày 15 tháng 1 á thì hoa đào nó rộ rất là nhiều, rất là đẹp, nên mình nghĩ là các bạn cũng đi vào khoảng thời gian này thì hoa đào rất là nhiều, chúng ta có thể ngắm và chụp hình. Thì nhiều khi mình đi ven đường thì mọi người dừng xe lại chụp hình rất là nhiều, và trong cái thời điểm này khi các bạn lên Facebook thì chúng ta sẽ thấy check-in hoa đào ở Đà Lạt rất là nhiều luôn. Nên là mình nghĩ thời gian này là thời gian thích hợp nhất. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ngắm ven đường Đà Lạt với những khóm hoa anh đào màu hồng rực rỡ để chúng ta thưởng thức cái không gian mùa xuân tại Đà Lạt như thế nào các bạn nhé. Thank you.